Ok, và hai xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với channel mình. Yeah, và mình là em đó. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn một cái map gọi là gì nhỉ? Thế giới kim cương, đúng rồi. Đó, thế giới kim cương nhá. Vì sao mình lại gọi vì vậy? Bởi vì xung quanh đây nó toàn là kim cương không à. Ok. Con bò này. Kiều kiều cái cứt mẹ. Ok, và bây giờ mình sẽ bắt đầu nhá. Đó, nhưng mà như các bạn thấy đây thì nhiều bạn, một số bạn thì đã nhận ra ngay đây là địa ngục. Ok, địa ngục ấy. Rồi bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị đồ nhá. Và khi chúng ta lên chỗ nóc nhà này, đó, nó sẽ cho chúng ta một cái rương. Rương thì ở đây nó chả có gì gọi là nhiều cả. Mặc vào, ấy, trông đẹp phết này. Rồi. Đó. Còn đây là cái gì? À, đấy, nó bảo là các bạn đến qua lab á. Đây, chỗ này. Đây chính là chỗ này nhá. Đó, các bạn mở cửa lại. Rồi. Ở đây chúng ta sẽ có cái gì? À, thuốc nhìn đêm. Đó. Là cứ lấy đi thôi, lấy bừa đi nào. Đó, lấy. Đây là thế giới kim cương nhá. Đó, và đây một cái bật lửa được làm từ kim cương. Diamond Flint Steel. Đã có thép rồi mà lại còn đã có thép rồi mà lại còn kim cương nữa thì mình đúng là thấy bá đạo thật rồi đấy. Còn đây là block kim cương nhá. Và mình nhắc lại, đây chính là block kim cương. Mà mình cũng không biết có phải hay không nữa. Ờ, đúng kim cương rồi. Đúng kim cương các bạn ạ. Chỉ có kim cương mới đập nhanh, nhanh là như thế này thôi. Đó. Đó, các bạn thấy chưa? Cái cổng này nó không có màu à. Cái cổng này nó không có cái màu tím như bình thường nhá. Đó, nó sẽ có màu màu trắng, màu xám. Và khi các bạn vào trong đấy, xem nào. Biến biến đi. Ok, và chúng ta đang ở là thế giới kim cương. What? Golem kim cương các bạn ơi. Wow. Ở đây thì toàn cái beacon. Vâng. Và mình cũng phải thán phục cái chỗ này luôn đấy. Vãi thật. Có cả beacon này. Wow. Ghê. Đây là cái cây làm bằng kim cương này. Đào thôi. Đó. Thế giới phê vãi. Rồi đào thế đủ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi vòng quanh chỗ này. Ở đây toàn mấy cái này thôi. Còn đây là con Iron Golem. Không phải. Đây là con cái gì đây? Diamond Golem. Wow. Không phải Iron nhá. Đây là Diamond Golem. Chém luôn. Và nó không tấn công lại chúng ta. Chắc là do mình đang ở chế độ yên bình. Chắc vậy. Đó. Ở đây là một thế giới kim cương nhá. Chắc bọn này nó xây mệt lắm đấy. Đó. Đào, mình sẽ đi một vòng thám thính xem quanh đây nó có cái gì. Đào một thế này một lúc thôi là full set rồi. Ở đây nó sẽ có cái gì. Mẹ nó sao lại có xít tóc thế này. Cái độ mềm làm cho nó giữ nguyên cả khối. Có cái gì kìa. À là cái lối lúc nãy. Mà mình sẽ quay lại xem nó như thế nào. Chắc chắn nó còn có một cái gì khác chứ. Ok, và nó bảo là
Nó sẽ cho phép chúng ta chuyển sang game mode 1 nhá. Nên chuyển thôi, có gì đâu. Có gì đâu nhỉ. Và link map mình sẽ để ở dưới phần keep inventory. À không, nhầm. Phần reception. Chơi Minecraft nhiều quá bị nhiễm rồi, các bạn thông cảm. Đó, một nguyên một thế giới kim cương luôn. Mình sẽ đi vòng quanh đây xem nó xa đến mức nào. Wow. Mình phải nhận xét là thằng nào làm ra map này chắc cũng rảnh lắm ấy. Nào, Iron Golem hay là con gì? Đéo biết. Đây, 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 đánh đi. Đánh luôn. Giết luôn. Vâng. Wow. Mày đùa tao à? À, ra đây nó chỉ mod lại cái resource pack thôi nhá. Xin lỗi, chắc mắt mình hoa. Đây là iron ingot, có nghĩa là gì nhỉ? Viên kim cương nhưng nó được mod resource pack thành cục sắt. À không, cục sắt mod lại thành kim cương. Đó, chắc map này khá là lớn ấy, mình cũng không tìm được hết. Nên thôi. Ok, nếu các bạn thích video của mình, hãy like, share và subscribe kênh để có thể cập nhật được cái video mới nhất. Và cũng như ủng hộ mình. Ủng hộ đấy. Đờ mồm nói nhanh quá. Bye bye nhá. Nói đi. Rapaziada!